tục nhá. Ôi, hôm nay cháu ơi. Không nói nhiều nữa. Đã bảo là không được bán ở đây, tại sao vẫn đang đây bán? Con cháu thì bị áo không có tiền đâu, con đừng có lấy cháu nữa. Cô không lấy mà cô thu giữ. Về phường xử lý. Cô ơi, không. Về phường xử lý. Cô không có lấy cháu ơi, không được nữa đâu. Đừng lấy cháu nữa. Mày có bị điên không? Con cháu thì không có lấy cháu nữa. Thu giữ về phường, tạm giữ về phường, về xử lý. Trời ơi, cho cháu xin đi. Đừng có lấy cháu nữa. Cô này đâu? Cháu vừa mới lấy xong. Đừng đưa hết vào phòng, không nói nhiều lắm. Càng gào mồm lên bé này. Bé này. Chị đã mua chưa? Trả tiền chưa? Chị trả tiền rồi gì? Trả rồi chị về đi. Ốm ngoàng lên. Không ăn đi, cháu đi về. Các chị về đi. Chị về đi. Cố tình cầm dao để chém lại lực lượng. Em khóa tay lại. Công an khóa tay lại, chống đối là thi hành công vụ. Công an xử lý, khóa tay vào. Khóa tay vào, đưa về xử lý. Cho lên xe, đưa về xử lý. Cố tình, bỏ con dao ra. Bỏ lăng phong. Không bỏ. Bỏ lăng phong. Ăn cướp của người ta như thế này. Nói lên nhé. Ăn cướp của người ta, ăn cướp. Này hết rồi. Ông nó lấy đồ của cháu. Giáp ở trên đấy giữ nó. Đưa lên. Ông nó ăn cướp à. Chống đối người thì anh cũng vụ. Không phải đâu. Đưa lên xuống đi, anh lái xe đi nhỉ? Tính anh lái xe đi. Chị lại đây. Giữ nó, phải giờ đấy giữ nó mà nó nhảy xuống. Cố tình chống người thi hành công vụ, mang cả dao ra để chém. Con kia, bỏ tay ra đi. Ngồi thẳng lên đi. Vào rồi người ta xả lo gì. Bỏ tay nó ra thì nó ngồi im đấy gì đâu. Nó không, bỏ ra nó nhảy xuống thì ai chịu. Điên. Xong cháu ơi, con dao là tang chứng nhá. Con dao tang chứng cháu cầm ấy. Dắt về cũng được, không cần phải đi. Dắt ngược lại đường này, không dắt đường đấy nữa. Dắt đường này. Ngược lại đường này. Nó cũng bảo nó...